Hello, hello. Xin chào quý vị và các anh em. Ở video này tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị làm airdrop để nhận thưởng các token miễn phí trên trang coinmarketcap.com. Và như quý vị đã biết, coinmarketcap cũng như là CoinGecko là những trang chuyên thống kê và tin tức liên quan đến cryptocurrency. Ngoài ra, coinmarketcap.com có rất nhiều những chương trình airdrop mà họ liên kết những cái token mới phát hành chưa niết sàn. Thì để tham gia được airdrop và nhận miễn phí các token, quý vị cần đăng ký cho mình một tài khoản tại trang coinmarketcap.com. Ngoài ra, quý vị cần sử dụng các mạng xã hội như Telegram, Twitter, Facebook, Medium, Discord, Instagram. Tất nhiên, không phải cái token nào nó cũng yêu cầu quý vị phải làm nhiệm vụ tất cả các mạng xã hội. Nhưng quý vị nên sử dụng nhiều các mạng xã hội, quý vị mới có thể làm hoàn thành được các nhiệm vụ. Ok, thì ở đây quý vị sẽ thấy đây là danh sách các tin tức, các video cũng như là airdrop. Đó, thì quý vị sẽ thấy, quý vị có thể bấm cái mũi tên. Rồi, ví dụ ở đây tôi chọn cái airdrop đây này. Cái này tôi đã làm rồi. Bây giờ tôi sẽ kéo xuống và chọn vào cái check other airdrop. Thì ở đây nó sẽ ra danh sách. Như ở đây là danh sách airdrop đang diễn ra. Còn bên này là airdrop chưa diễn ra. Và bên dưới nữa là airdrop đã kết thúc. Rồi, bây giờ tôi sẽ chọn cái airdrop đang diễn ra và tôi sẽ tìm một cái mà tôi chưa làm chẳng hạn. Ok, bây giờ tôi sẽ chọn cái này đi. Rồi, khi quý vị chọn vào cái airdrop mà nó đang diễn ra này thì có thể nó sẽ có cái giá ở đây luôn. Giá của cái token. Hoặc cũng có thể nó sẽ chưa có giá đâu vì nó chưa niết sàn. Đó. Quý vị tìm đến airdrop hoặc quý vị chọn vào tham gia airdrop này. Thì ở đây cái token này quý vị phải làm tất cả các nhiệm vụ này. Thêm vào cái danh sách theo dõi này, chọn thêm vào này. Theo dõi tài khoản Twitter CoinMarketCap, chọn theo. Ok, ở đây tôi đã theo dõi rồi. Rồi, tôi tắt đi. Nhiệm vụ tiếp theo là theo dõi tài khoản cái token mà quý vị làm airdrop này. Rồi, chọn theo dõi này. Tôi sẽ lại tắt đi này. Theo dõi Facebook CoinMarketCap này. Ok, ở đây tôi đã theo dõi rồi. Theo dõi tiếp theo là Facebook bên cái token của quý vị đang làm này. Chọn theo. Thích này. Rồi, tôi start đi. Tiếp theo là theo dõi kênh YouTube này của CoinMarketCap. Ở đây tôi đã theo dõi rồi. Nhiệm vụ tiếp theo này, theo dõi tham gia Telegram này. Chọn mở này. Chọn join. Ở đây tôi đã vào rồi. Tôi sẽ tắt đi này. Tham gia Telegram chính thức của cái token mà quý vị theo đang làm này. Chọn mở này. Chọn join group này. Trở lại xin duyệt. Tôi lại tắt đi này. Rồi,
tweet lại bài đăng này, chọn tweet lại này. Chọn like này. Chọn vào trích dẫn tweet này. Và quý vị gắn thẻ ạ. Quý vị có thể gắn thẻ độ 3 người vào. Quý vị chọn đăng tweet này. Chọn luôn xem để lấy cái đường link. Rồi bây giờ tôi sẽ copy cái đường link retweet này. Trở lại này. Đây, quý vị tìm đến cái dòng cuối cùng và dán cái đường link retweet vào cái ô liên kết bài đăng ở ô cuối cùng này. Rồi, bây giờ quý vị hãy lấy cái địa chỉ ví. Ở đây là ví BEP20. Quý vị có thể lấy từ cái ví chớt hoặc ví Sapan. Ok chưa? Ở đây tôi đã để sẵn rồi này. Cái này quý vị nhập tài khoản Twitter của quý vị này. Lưu ý quý vị nhập cả A còng ở phía trước. Cái này quý vị nhập tài khoản Facebook. Cái này quý vị nhập cái tài khoản Telegram này. Rồi quý vị tích vào cái này cho nó bật này để xác nhận. Ok, quý vị chọn vào tham gia airdrop này. Rồi, thì ở đây nó sẽ có báo là đã tham gia này. Đó. Và cứ như vậy, quý vị muốn tham gia các airdrop khác thì quý vị chọn vào kiểm tra này. Kiểm tra các airdrop khác. Đó, thì nó lại ra cái danh sách để quý vị làm airdrop ở cái mục airdrop đang diễn ra này. Ok, và đến đây thì tôi xin kết thúc video này.